chào bạn đọc chuyên mục ẩm thực của Sài Gòn Tiếp Thị. Như các bạn đã biết thì thịt bò là một nguyên liệu phổ biến và giàu chất dinh dưỡng, lại rất dễ để chế biến thành nhiều món ăn đặc sắc không thể bỏ lỡ. Chính vì thế mà thịt bò là nguyên liệu chính trong chủ đề của chuyên mục ẩm thực lần này của chúng tôi. Và rất vui khi mà chúng tôi đã mời đến đây anh Diệp Huy Cường, bếp trưởng lãnh sự quán Nam Phi, để hướng dẫn đến bạn đọc những món ăn không thể bỏ lỡ từ nguyên liệu thịt bò. Dạ, xin chào anh ạ. Xin chào anh. Dạ, rất vui khi mà anh đã nhận lời mời để hướng dẫn đến bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị các món ăn với nguyên liệu chính từ thịt bò. Và để thực hiện các chuỗi món ăn với nguyên liệu chính từ thịt bò thì anh sẽ sử dụng phần thịt bò ở các vị trí nào ạ? Sử dụng 4 món ăn cho từ bò thì anh sẽ sử dụng là thăn, và bắp, gân và nạm. Dạ. Và món ăn đầu tiên thì có tên gì và mình sẽ sử dụng phần thịt bò ở vị trí nào thưa anh? Món ăn đầu tiên anh sẽ gửi đến các bạn là bít tết tiêu đỏ. Bít tết tiêu đỏ. Và sử dụng phần thịt bò ở vị trí nào anh? Sử dụng phần thăn. Thăn bò. Thăn bò. Dạ, Ngọc Dung nghe thì thấy là bít tết tiêu đỏ thì nguyên liệu chính là thịt bò như anh đã giới thiệu. Thì tiêu đỏ đây là một nguyên liệu rất là đặc sắc. Thì anh có thể nói sơ lược về công dụng cũng như là tiêu đỏ thì sẽ góp ích lại về hương vị cũng như là màu sắc như thế nào cho món ăn lần này ạ? Tiêu đỏ thì thường dùng để kết hợp để cho những món Âu và nó có cái công dụng rất là thơm và ngon hơn là cái tiêu của mình. Nó thích hợp cho với màu sắc nó đẹp. Ngoài gia vị là tiêu đỏ thì mình cần có các gia vị khác nào nữa không anh? Ngoài gia vị tiêu đỏ thì mình gồm có bột ngò nè, rồi muối nè, tiêu và bơ. Cùng với gia vị thì mình có kết hợp với các loại nguyên liệu là rau, củ quả nào thưa anh? Để thực hiện món bít tết tiêu đỏ này thì mình có kết hợp đó là măng tây, rồi tỏi và khoai tây. Theo Dung thấy thì măng tây là một nguyên liệu mà mình rất là dễ tìm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trong các chợ nè, trong các siêu thị thì không quá khó. Tuy nhiên ở khu vực vùng ven chẳng hạn như là lân cận Sóc Trăng, Cần Thơ thì không dễ để tìm nguyên liệu măng tây, thì mình có thể thay đổi thành nguyên liệu rau củ quả nào khác thưa anh? Nếu mà các vùng quen thì không có măng tây thì mình có thể thay đổi cho cái món ăn này là mình sẽ dùng khoai tây và cà rốt và thêm là súp lơ. Súp lơ, một nguyên liệu rất là phổ biến, tất cả các khu vực hầu như đều có. Bây giờ thì anh đã sẵn sàng để hướng dẫn đến bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị cách để chế biến các món ăn lần này chưa ạ? Anh đã sẵn sàng. Mời anh. Để thực hiện món này thì mình sẽ sơ chế thịt bò ha. Anh sơ chế thịt bò thì em giúp anh cái gọt cái măng tây. Đây thịt bò này thì mình lóc những cái gân này ha. Vì sao mình lóc những cái phần gân đó đi thưa anh? Mình lóc những cái phần gân này đi thì cái thịt bò nó sẽ mềm hơn á. Để cho phần thịt bò được mềm hơn thì chúng ta sẽ lóc đi cái phần gân này. Mình sẽ lóc đi những cái phần gân này.
thực hiện món này thì mình sẽ chắc ngang xới thịt bò gì. Sau đó thì mình sẽ ướp. Trước tiên thì mình sẽ cho mấy lá ngò lên. Ngò ha. Muối. Như Dung biết thì khi mà sử dụng nguyên liệu về gia vị trong cái món bistec thịt bò thì người ta thường hay sử dụng là xả hương hoặc là hương thảo, thì ở đây mình không có sử dụng đúng không anh? Đúng rồi, ở đây thì nó có hai cái cách làm bistec. Cái này là bistec tiêu đỏ, cho nên anh sẽ cái chủ đề chính của nó là tiêu đỏ. Anh không có sử dụng hai cái xả hương đó, và cái bột ngò này là cũng có một cái mùi thơm để thay cho cái hai cái nguyên liệu kia. Tức là thay thế cho hai nguyên liệu kia thì anh đã sử dụng là bột ngò. Bột ngò, bông ngò. Bông ngò, anh sử dụng bông ngò. Sau khi ướp gia vị rồi thì mình sẽ tiếp tục công đoạn nào thưa anh? Sau khi ướp gia vị xong thì mình sẽ tiếp tục công đoạn là mình đem đi nướng. Mình nướng khoảng 20 phút. Mình nướng 20 phút. Sau đó thì mình sẽ đem ra áp lên chảo. Áp lên chảo thì sẽ kết hợp nguyên liệu là bơ. Xong rồi mình sẽ để có cái dĩa. Không biết thì ngoài cái việc đó là mình nướng rồi mình áp chảo, thì một số hộ gia đình họ không có sử dụng các lò nướng công nghệ cao, thì mình có cách nào mình sử dụng các lò nướng mini được không anh? Nếu mà không có những cái nguyên liệu đó thì mình có thể là sử dụng lò nướng nhỏ hoặc là lò nướng than được. Lò nướng than vẫn được. Bây giờ mình bắt đầu mình tiếp tục thực hiện anh nhé. Bây giờ mình sẽ nướng. Trong lúc mà mình đợi thịt được nướng thì mình sẽ sử dụng, mình tiếp tục công đoạn nào thưa anh? Trong lúc mà mình chờ thịt nướng cho xong thì mình sẽ sơ chế rau củ. Vì em sẽ góp sức vào quá trình sơ chế này ha. Khoai tây, măng tây cũng cắt xong rồi ha. Giờ tới cái phần khoai tây. Dung giúp anh vào khoai tây này xong rồi cắt. Mình sẽ cắt như thế nào ha? Cái này mình sẽ chẻ đôi. Xong rồi đôi. Mình sẽ cắt xuôi lại. Xuôi lại. Miếng. Cắt miếng làm ba. Rồi em sẽ bắt đầu thực hiện.
Rau củ quả này thì mình sơ chế trong bao lâu và mình sẽ đảo? Rau củ quả này thì mình sẽ xào sơ cho nó vừa chín á. Yeah. Khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ lấy ra. À, tức là ba nguyên liệu chính rau củ quả mình còn có là cà rốt, măng tây, yeah, và khoai tây. Khoai tây. Mình sẽ đảo sơ qua trong chảo khoảng 5 phút. Yeah. Xong rồi mình sẽ đem ra mình trang trí vậy. Dạ. Yeah. Dạ, tới cái phần mình trang trí dĩa. Dạ. Dạ, theo em được biết thì để trang trí món bistec theo phong cách châu Âu thì mình cũng có những cái nguyên liệu và những kỹ thuật để mình trang trí. Thì xin mời anh hãy hướng dẫn chi tiết đến bạn đọc ạ. Để trang trí một món ăn mang phong cách châu Âu thì mình sẽ dùng một cái muỗng và để mình dễ sốt. Dạ. Sốt này thì anh đã sử dụng các nguyên liệu cơ bản nào ạ? Cái sốt này thì trong này nó gồm có là mayonnaise. Nguyên liệu nó là mayonnaise và tương ớt với tương cà. Dạ. Yeah. Mayonnaise, tương ớt và tương cà mình mix lại với nhau. Dạ. Yeah. Giờ anh sẽ thực hiện để mình trang trí món ăn. Dạ, yeah, mời anh. Sau khi nướng 20 phút rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đem ra áp chảo 5 phút. Trước tiên thì chúng ta sẽ cho bơ nha. Tiếp đến là tỏi. Tỏi này một lát mình có sử dụng làm nguyên liệu để mà mình trang trí luôn không anh? Tỏi này thì khi mà mình cắt thịt bò ra thì mình sẽ để lên làm phần trang trí luôn. Dạ. Củ tỏi trước khi mà mình để vào bơ thì mình cũng cắt tỏi ra làm đôi theo chiều ngang đúng không anh? Mình cắt ra làm đôi vậy thì nhìn cái tỏi nó sẽ hấp dẫn hơn. Dạ. Trong cái thời gian anh làm thì anh đánh cái sốt lên giùm mình. Dạ. Dạ. Thì cái miếng mứt tết này nó sẽ còn đỏ. Thì theo anh thì cái phần tỷ lệ này thì nó sẽ khoảng bao nhiêu là phần trăm chín và bao nhiêu là còn sống ạ?
Thì cái tỷ lệ là 70-30. À, với cái thời gian để mình đưa vào lò nướng là tầm khoảng 20 phút và chúng ta cũng áp chảo thêm 5 phút thì mình sẽ có cái tỷ lệ khoảng là 30-70 đúng không ạ? 30-70. Dạ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món ăn này rồi. Nhìn rất là bắt mắt, mùi thơm khó mà cưỡng lại được. Và anh Cường ơi, theo em thắc mắc là hồi nãy là em để ý là thấy anh là chế biến món ăn này á, thì thịt là anh sẽ nướng khoảng tầm 20 phút rồi sau đó anh sẽ tiến hành anh áp chảo trong 5 phút nữa, thì anh có thể chia sẻ về bí quyết của phương thức này không ạ? Mình nướng trong 20 phút là để cho cái thịt nó săn lại và cái thịt nó thơm. Thì sau đó thì cho nó chín khoảng chừng 50 thôi, còn mình đem ra mình áp chảo cho chín thêm 20 nữa là sẽ được 70% là cái miếng thịt nó sẽ vừa mềm và ngon. Khi mà mình cắt cái miếng thịt ra thì nó sẽ bên ngoài nó chín nhưng mà bên trong nó vẫn còn đỏ. Dạ, theo Dung được biết thì mọi người hay chia sẻ với nhau là nếu mà thịt bò nó chín quá thì sẽ bị dai hơn đúng không anh? Thịt bò nào cũng vậy, nhưng mà do cái cách của mình chế biến, nếu mà mình chế biến quá lửa thì nó cũng sẽ bị dai. Còn mà mình chế biến mà không tới lửa thì thịt bò nó sẽ bị sống, cho nên là mình sẽ áp dụng nó vừa thôi thì thịt bò nó sẽ ngon. Đầu tiên thì Dung thấy là cái tiêu đỏ là sẽ góp phần làm cho cái món ăn của mình sau khi hoàn thành trang trí lên sẽ bắt mắt hơn và hấp dẫn hơn đúng không ạ? Không biết thì khi thưởng thức thì nó có gì đặc biệt. Bây giờ xin phép anh em được thưởng thức mà. Anh mời em. Dạ. Xin phép anh và xin phép mọi người, mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Đúng như là anh Cường đã chia sẻ, khi chúng ta thực hiện theo cái bí quyết của phương thức chế biến này thì Dung ăn vào á, cái vị thịt bò nó vừa chín tới, nó làm cho mình có cảm giác là mình sẽ muốn ăn thêm một miếng nữa. Và khi ăn á, thì Dung có cảm giác là cái vị của tiêu đỏ thì nó sẽ có vị ngọt hơn và nó sẽ khác so với cái tiêu thường của mình. Tức là tiêu thường thì nó sẽ ấm nóng mà nó sọc lên mũi, còn vị của tiêu đỏ thì cái vị nó vẫn có vị ấm nhưng mà nó sẽ kèm thêm cái vị ngọt nữa, đúng không anh ạ? Đúng. Dạ. Hy vọng rằng là với cái cách hướng dẫn rất là chi tiết cũng như là cái bí quyết chia sẻ vừa rồi thì bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị có thể thực hiện thành công và giúp cho cái bữa ăn của gia đình mình thêm ấm áp hơn và vui vẻ hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn bếp trưởng cả anh Cường đã đến đây để chia sẻ cùng với bạn đọc. Và cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi. Và mời mọi người hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi để thưởng thức và xem là ba món ăn tiếp theo mà anh Cường hướng dẫn sẽ đặc biệt như thế nào. Còn bây giờ Ngọc Dung và anh Cường xin chào và hẹn gặp lại.